410, 411, 412. Hello và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ chơi tiếp tục với cái tựa game The Crew 2 này. Và câu chuyện về thằng đi xe lăn, kể nó đi, mình đã kể rồi với các bạn ha. Thì hôm nay game nó đã cập nhật một số xe mới và một số cái tính năng mới. Xe mới ở đây thì chúng ta có được con Bugatti Divo, một con Lamborghini EcoStar và một con Ferrari 488 Beastar thì phải. Nó sẽ cập nhật một số cái như các bạn có thể đổi được giao diện của cái bánh xe, cái lốp xe các bạn đổi được luôn nha. Và đây là con Divo của chúng ta. Divo đi ra. Divo có giá là 2.599.000. Và nó mắc hơn con Chiron một xíu ha. Chiron mình đã từng mua rồi và bây giờ Divo mình không có tiền mua. Đây là con Lamborghini EcoStar. Và con này cần có cái DLC bundle để mua được. Các bạn có DLC Gold hay là full game gì đó. Và chiếc này thì wow, 2013 con này thì theo như hồi đó mình đọc trong GTA 5 mình đã từng nghiên cứu con này chút xíu, thì con này nó chỉ có một chiếc thôi, nó là kiểu như là bản nguyên mẫu vậy á. Và thiết kế của nó dạng như phi thuyền ha. Một mình sẽ chạy thử cho các bạn xem. Và một con nữa là 488 Beastar. Đây, Ferrari 488 Beastar, con này giá khá là rẻ, 1.249.000. Nói chung là cũng bình thường thôi. Và bây giờ sẽ test đầu tiên là chiếc Divo này, tiếp theo là chiếc EcoStar. Và một hồi mình sẽ đi mượn ạc của một anh nào đấy hoặc là một bạn nào đấy để mình test, tại vì hiện tại mình không có thời gian để mình cày tiền nha. Hôm nay thì mình cũng hơi mệt một xíu do mình mới ở quê lên, cho nên là nếu mà có video mình có nói nó hơi bị dính chữ xíu thì các bạn thông cảm nha. Và như các bạn thấy thì cái ghế bên mình là màu xanh và ghế bên này là màu đen nha. Nó chia ra ở hai bên rất là ngộ luôn. Đây là phần vô lăng của chúng ta. Engine, nút khởi động động cơ, rồi hai cái lẫy lên số xuống số, đồng hồ đây để máy thử này. Con này tối đa cho đồng hồ nó để được khoảng 500 km/h, hơn một xíu. Tốc độ để ở giữa, số để ở dưới. Tu máy bên này y như con Chiron thôi, không khác gì cả. Chúng là y chang Chiron thôi. Thiết kế cái đầu đèn nó hơi khác một xíu so với Chiron, còn lại thì nó giống hết trơn. Và ok, test luôn nha các bạn. Ui, con này 6 ống xả nha các bạn. 4 ở giữa, 2 ống hai bên. Đó. Nói chung thì xung quanh xe cũng như vậy thôi, không có gì mới nha các bạn. Đây là phần đèn nè. Được cái mâm thì nó rất là đẹp luôn. Cái mâm đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Và bây giờ mình sẽ chạy thử. Cánh gió thục thò nha các bạn, lên xuống nha. Nó như con McLaren V1 vậy đó. Đèn sau, đèn hậu đẹp. Đẹp quá trời đẹp luôn. Trên cánh gió có một cái chỗ đèn nhỏ. Mình nước ngoài đời ở sau, nhưng mà trong game này khi mà mình chạy tốc độ cao thì rất là khó để các bạn có thể nhìn được tốc độ và hộp số mình đang sử dụng luôn. Mà như mấy con này, như mình nhớ nó số vô cấp đúng không ta? Nó như con Chiron vậy á, số tự lên thôi chứ đâu có gì đâu mà mình cần phải lên số đúng không? Ok, và đây là con Divo của chúng ta. Divo đi ra. Và bây giờ mình sẽ đổi qua con Lamborghini EcoStar. Và con này thì mình cần, chắc mình phải mượn ngặt một bạn nào đó. Và cái tiền của nó cũng phải mua nữa nha các bạn. Khá là mắc luôn. Chọn màu nè. Xe ngầu bãi trưởng. Ta-da. Con này thì không có một cái chỗ nào để các bạn mở những cái chấm chấm này, chỉ mở đèn thôi được thôi. Đó, đèn nó có chút xíu thôi. Dưới này có đèn đúng không ta? Không, dưới này không phải. Cái này gì là, dưới này là ống xả. Quỳ, mình tưởng đèn không á. Hay, xung quanh cửa không mở lên được nha. Mình cũng không biết nó cách chui vô là cách nào luôn, nhưng mà ngầu vãi. Các bạn nhìn nè. Rồi, các bạn nhìn nè. Ngầu cực kỳ ngầu luôn. Nhưng mà mình ở đây leo vô ngồi nè. Đây là cái bảng đồng hồ của nó. Vô lăng hai bên có ok hả? Hay là cái chữ gì vậy? Chữ gì á? Nhìn không được. Dưới này mấy cái chữ gì nó khá là
lạ LG Hub Radio Brack, cái chữ số cái chữ BRK là Brack thì phải, còn cái SLISB là cái gì nó viết tắt mình không hiểu, số 3 quá trời 21 y nó chửi mình kìa số tùm lum hết trơn. Ok, test ride luôn nha các bạn. Quay hơi bị ngầu nhưng mà nó hơi bị vướng cái phần trên chút xíu á. Ống xả thì cũng đẹp thôi nhưng mà nó bốn ống mở ống hai bên vậy thôi. Mâm xe này, mâm xe thì khá là ngầu, nói chung cái xe này ngầu lắm, có cái kính nó hơi vàng vàng nhìn hơi kỳ. Ơi nó có cánh gió nữa kìa các bạn cánh gió luôn xịn vậy. Con này ngầu nhất là ngồi bên trong. Đúng ra trên cái đồng hồ nó phải làm cái tua máy nó là đẹp. Tốc độ dễ nhìn. Còn cái chỗ cái khung bắn này nó hơi bị chiếm diện tích, và cái khung ở trên á, cái chỗ ở trên này, nó hơi bị chiếm diện tích đây nè. Đó, nó hơi bị chiếm, nói chung là nó chia ra hơi nhiều ô một xíu. Rồi, và như vậy đó, còn con 488 Pista thì mình nghĩ chắc nó cũng không có gì xịn sò lắm, thôi kệ, lỡ ra chạy thử luôn vòng cho các bạn xem. 488 Pista. Ở đâu rồi? Đây nè. Ở đâu đâu con này chứ? Con này chạy luôn chứ không có cần vô ngồi, tại vì con này nó cũng giống như những con Ferrari khác thôi. Mình thấy nó cũng bình thường thôi. Mình đi nha, mấy cái dòng Ferrari á nó lên số nhanh cực kỳ luôn các bạn nhìn nè. Đó, nó tuột cái tua nó về nhanh lắm luôn. Không giống như mấy con Bugatti hay là những cái con EcoStar lúc nãy mình test á. Còn lên số nhanh cực kỳ luôn. Mấy con này nè. 82 Superfast cũng vậy nữa. Đó, trả tua, trả số hay là về số lên số đều nó như vậy hết, nhanh cực kỳ. Mình chỉ khoái mấy cái vụ lên số xuống số của cái đám Ferrari thôi, còn lại thì ok được thôi. Rồi bây giờ để mình đợi mình đi mượn ạc để mình test con đi vô cho các bạn, và để tập sau nữa mình sẽ test từ từ tới những con này nha. Rồi và đợi mình một xíu. Và đây là em nó Bugatti Divo, và mình rất là cảm ơn anh Kiệt Nguyễn đã giúp mình cho mình mượn ạc để mình có cái con xe để mình chơi thử cho các bạn xem. Và bây giờ mình sẽ độ thử, thì nói chung là ạc của anh Kiệt Nguyễn hiện tại là đang thiếu tiền một chút xíu nha các bạn, và mình cũng không có thời gian mình cày luôn thực sự luôn á. Đây thì hiện tại đây là những cái màu, mình thấy cái màu này so với cái tông màu mình nghĩ nó sẽ hợp con xe hơn, cái màu xám đen và kết hợp với cái màu xanh. Đây là những cái màu, hình như mình nghĩ là cái màu này lúc mà mua xe nó cho các bạn chọn chọn được những cái màu này rất là nhiều màu luôn ấy, có mấy màu, một số màu nổi và một số màu nó vừa vừa không, mình vẫn thấy cái màu này đẹp hơn cái màu này, màu gốc của xe thì phải. Livery thì mình nghĩ là cũng không có nhiều, để mình cho các bạn xem livery, nó chỉ thêm vài cái vô thôi các bạn à, nó không có design nhiều lắm, nó không có gì đặc sắc cả. Rồi bây giờ mình sẽ tới cái phần mà các bạn sẽ đợi chờ nhiều nhất, đó chính là cái phần độ xe. Thì mình không có đủ tiền, nó nhấn mạnh với các bạn luôn là mình không đủ. Ê ôi, con này chia ra hả ta, bên ghế lái nó màu xanh còn bên ghế phụ nó màu một cái màu nâu nâu đen đen á. Ôi mới biết luôn. À chúng ta có ba cái hood, ba cái nắp capo, và mình nghĩ nắp này nó sẽ ổn hơn, cái carbon nó bự hơn và những con xe nó sẽ khỏe khoắn hơn. Không đủ tiền 41.000 lần. Nay là đi đi, đi chợ chắc con review cho các bạn thử thôi, chứ tiền không đủ để mua đồ độ luôn á. Thì đây là phần đầu đèn phía trước, thì mình độ lại cái phần đèn nó sẽ một cái viền xanh. Tiếp theo là cái này nó sẽ là màu xanh, bỏ carbon đi. Bây giờ mình sẽ lướt nhanh cho các bạn thôi nhé, tại vì cái phần này nó cũng không có gì đặc sắc lắm, khi nào mình có tiền mình mua đi rồi mình tính tiếp. Cái 9 với cái 10 này là các bạn độ để dành đi đua nè. Độ mấy này đi vô nó sẽ giúp cho xe nó lướt gió rất là nhiều và nhanh hơn rất là nhiều, nhanh nhanh hơn một phần thôi chứ không phải là nhanh hơn dữ lắm đâu. Front fender nó sẽ nâng hai cái cầu trước xe ra
dài hơn, nhìn nó bự hơn, kiểu là mình nhìn nó là giống drip hơn á, tại vì drip thì nó mới cần cái này chứ mình nghĩ là sẽ thường đâu cần đâu ta. Cái bánh đó các bạn nhìn nó bự ra thêm không đây nè. Bự ra một khúc luôn á. Mâm đây, mâm thì chỉ có mâm này là đẹp nhất thôi, mâm zin là đẹp nhất thôi, mâm này thật sự đẹp lắm luôn. Nhìn nó giống chữ A á các bạn, chữ A mà cái đáy nó hơi cao. Ok. Ở đây là màu của cái con heo. Rồi không có gì cả, gương. Gương này thì cái màu này, cái gương này nó giống với con Chiron nha, nhìn y hệt con Chiron luôn. Không khác gì luôn á. Tiếp theo là cái phần skirt, là cái phần bên hông thì đây có carbon đó, cái này đẹp này. Nhưng mà không có tiền mua. Rồi, rear fender là phần sau cũng là như vậy, y như phần trước, nó cũng bè ra hai cái bánh sau ra bự hơn thêm, dài ra thêm. Mình không biết đấy làm cái gì, nhưng mà tạm thời cứ biết vậy đi. Rồi, bây giờ tới cái cánh gió phía sau thì chúng ta sẽ có 1, 2, 3 và 4. Toàn bộ cánh gió này đều là cánh gió có thể tự điều chỉnh được. Có nghĩa là khi mà các bạn chạy tầm 100, 200 nó sẽ nâng lên. Và chạy dưới thì nó sẽ không có nâng đâu. Mà mình chạy các bạn sẽ biết ha. Đây nè, đây là cánh gió zin nè. Và đây là cánh gió độ, thì nó chỉ là đổi màu thôi. Và đây là cánh gió độ đẹp. Cánh này mình nghĩ nó hơi, nhìn con xe nó hơi cũng được, nhưng mà mình thích cái kiểu cánh này hơn. Nhìn nó một cái vào đó to và nó nhìn nó cứng cáp con xe hơn. Tới phần đuôi phía sau. Nấp. Không có gì đặc sắc cả. Cái phần 8 này thì nó chia ra những cái khối màu, chỗ ống bô này, rồi mấy cái đường viền màu xanh này, carbon một số thứ, hết rồi. Rồi, và tới theo là cuối cùng là phần nội thất bên trong. Thì thực sự thì mình chỉ review sơ cho các bạn vậy thôi. Bây giờ mình sẽ chạy một vòng ha. Có thể là chạy vài vòng rồi một hồi mình sẽ nhờ một bạn nào đó để mình test xe zin thôi. Ok. Ta-da, thì lúc nãy mình có chạy thử cái con xe ở chạy thử rồi. Thì bây giờ mình sẽ chạy thật cho các bạn xem. Khoan, mình thiếu cái này. Các bạn biết thiếu gì không? Camera chiếu yêu nha các bạn. Tại vì GTA 5 thì mình có, tại sao cái này lại không có ha? Thì để cái núm này là mình để dành chuyện góc nhìn, nó không có gì cả. Và vô lăng trong game này thì nó quay vừa đủ, nó y như GTA 5 vậy đó. Các bạn quay 900 độ mà thật sự trong game nó quay có chút xíu thôi. Và hai cái lẫy này là hai cái lẫy vô số nha. Ok, chạy nào. Trong này để kiếm một con đường mà test max speed mà xe zin thì hơi căng ha, để một hồi mình kiếm được mình test thử. Như vô lăng mình cảm giác nó nó không có được nhạy cho lắm á các bạn. Đó các bạn thấy cái cánh gió nó có nâng lên chưa, các bạn thấy không? Đây đó, đây nè. Cảm giác cái vô lăng, tại vì mỗi cái tài khoản có một cái setup khác nhau á, thì mình cũng không có chỉnh nhiều bên cái account của anh Kiệt Nguyễn mình mượn này, cho nên là mình cũng hơi lạ một xíu so với cái account của mình. Thì mình thắng lại đó, các bạn thấy nó thụt xuống không? Này bây giờ mình chạy nó sẽ thò lên nè. Đó là toàn bộ cánh gió trong này, khi mà các bạn độ thì nó sẽ đều là cánh gió thụt thò ha. Còn có một số xe á, như một số xe trong này lúc trước là cánh gió của nó có thụt thò được, và sau khi độ lên thì cánh gió cứng luôn. Cả Forza cũng vậy nữa, thì cánh gió cứng thì nó giúp các bạn ôm cua dễ hơn. Nhưng mà cánh gió này thì nó chủ yếu là đầm con xe hơn ở tốc độ cao thôi. Mình nghĩ là vậy. Còn đợt nào mình xem một cái video ở ngoài đời thật, người ta có làm một cái cánh gió mà nó dạng linh hoạt hơn nữa. Khi các bạn quẹo cua á, nó sẽ nghiêng theo luôn. Nó giống như na ná với cái cánh gió con Pagani hoay ra đi chang vậy luôn. Các bạn quẹo cua nó sẽ quẹo ngược lại cái hướng đó, và để giúp con xe nó đẩy gió tốt hơn, quẹo tốt hơn nhiều. Nó coi như xe này xe zin đúng không ta? Nhớ là xe zin, tại vì lúc nãy mình cũng chưa có để ý nữa.
À đúng rồi, zin toàn bộ luôn nha các bạn, không có một món nào độ luôn nha. Và để mình tìm một con đường nào đó thật là dài để mình test max speed. Rồi và hiện tại mình đang ở đoạn đường mà đợt trước mình với những các bạn chạy mô tô có test. Và đoạn này thực sự rất là thẳng luôn, chạy sướng lắm nha các bạn. Và mình ngủ một đêm tới sáng thì hiện tại là trời tuyết luôn rồi. Như các bạn thấy thì lâu rồi mình không có chơi cái thời tiết tuyết ở trong cái tựa game The Crew 2 này, cho nên hôm nay mình cũng sẽ test thử luôn. Và hôm nay mình test max speed con này nha, cho nên mình sẽ để số tự động cho nó công bằng. Ok, chạy nào. Nó sẽ tự lên số nha các bạn ơi, mình không cần lên số, mình chỉ cần nhắm đường mình chạy thôi. Bà nội cha nó đang chạy mà nó ra cái bảng này chứ thiệt luôn á. Dẹp đi. Dẹp. Còn gì đau khổ hơn. Wow, dễ sợ luôn, đang chạy đang test max speed mà nó hiện ra các bạn đó. Test lại đây xem thử xem. Chán tôi ghê luôn vậy đó. Cái thằng quỷ kia nó đường ta đang chạy bộ á, đường ta xe đang chạy thì nó chạy ra đường. Chết thì đập đầu vô tường mà chết đi. Bim 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 bim, chết ra chết ra. Bà con cô bác chết ra. Xe điên chạy đây. Con này nó được 400 500 ta, 400 rưỡi không? 360, 370. Xe zin nha các bạn, zin. Zin từ đầu tới đích, trừ cái đuôi. 395, 397, 398, 399, 400. 403, 404. Sắp hết đường rồi. 405, 406, 407. Shit. Hết đường rồi các bạn à. Rồi, như vậy là con này xe zin chạy được 407 km/h ở cái đoạn đường mình test này. Bây giờ mình sẽ test lại một lần nữa ở chiều ngược lại, và mình sẽ ra cái đoạn mà mình với Khang hay test. Cái đoạn đó thì mình thấy nó ổn hơn. Và mong là hết tiết chứ tiết này nhìn chán quá thực sự luôn á. Đây là đứng cái đó nha. Rồi ok, đoạn này dừng lại. À, đèn lùi nó nằm ở đây nè các bạn. Đèn lùi nó nằm đó, đây đèn lùi các bạn thấy không? Lùi nè đó, nó đây. Ok, chạy nha, chạy nha, chạy nha. Đề nghị bà con cô bác tránh ra. Xe điên xe khùng tới đây. Ôi eo. 393, 395, 396, 398. Đây là chiều ngược lại chiều lúc nãy. Và 402, 403. Vẫn còn lên 404, 403. Tôi mệt quá. Để coi đâm vô bức tường nó chạy được bao nhiêu. 406. It was at this moment that he knew he fucked up. Không tin được luôn là đang chạy gần tới rồi mà nó bị vậy luôn. Thôi mình sẽ ra cái đoạn đường kia nha. Đoạn đường này nó quá là nhiều tai nạn đi. Các bạn đợi mình một xíu. Rồi hiện tại là mình đang ở cái cung đường mà mình test speed rất là nhiều lần trên video của mình. Và hiện tại là xe mình đã, không biết tại sao nó chạy nó dơ như vậy hoài luôn. Mình đổi xe nó vẫn dơ nha các bạn. Giống như kiểu là bây giờ nó dính dơ theo xe luôn vậy đó. Các bạn chạy một hồi nó sạch thôi. Ấy từ từ nó hết nè. Ê. Cái mình cần là chỉ là tốc độ tối đa của nó, chứ mình không có cần cái tốc độ mà khoảng đề ba là bao nhiêu giây nha các bạn. Cho nên là kệ nó, mình bỏ qua cái đoạn đó. Mà mình sẽ test trên cái cát luôn. Cát hay muối vậy đó, hình như là cát luôn. Cát hay muối ta. Cái vô lăng thực sự là nó bị một cái độ trễ á các bạn. Mình quẹo xong rồi con xe nó mới quẹo theo. 401. Đây, 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 đang lên, đang lên, đang lên. 406 rồi, rồi đang lên dốc rồi. Shit. Đây mới là đúng là cái đoạn mình hay test này. Nhưng mà lúc này hơi phe 406. Mình chạy được ở cái đoạn từ dưới kia lên. Rồi bây giờ mình sẽ dừng trước cái cây cầu này. Mình sẽ chạy lại.
ghét mấy cái speed trap này thực sự luôn á. Cái speed cũng không nguyên như nó nữa. Ấy cái gì vậy? Dẹp đi đi, dẹp đi để người ta chơi. Báo công an bắt bây giờ. Rồi đi ngược chiều luôn rồi thôi, không sao. Bây giờ bị hoài luôn á. Ủa sao này mình lại test nó là không lên nổi 400 ta, 399 là hết cỡ rồi các bạn. Và thực sự mà nói thì mình vẫn thích chạy xe bốn bánh ở Forza hơn là cái The Crew 2 này. Thích là cảm giác thôi. Còn bên này mình chỉ thích chạy mô tô thôi thực sự luôn á. Rồi test đầu ngược lại này, hay là đầu này không đủ đường ta. Con này muốn phải ngâm rất là nhiều nó mới lên được tốc độ tối đa của nó luôn á. Ê, ôi, hết hồn. Ôi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, hết hồn luôn. Mình giật người luôn á. Ba, chín, bốn, ba, chín, lăm. 102 rồi. Đoạn này nó dốc nó nhiều lắm. 405. 407, 407, 408, 408. Ờ, 409. Mình được 409 rồi các bạn. Max speed 409. Rồi và hiện tại là mình có gom được 3 bạn nữa. Rất là cảm ơn 3 bạn đã vô để giúp mình test cái con Divo này ha. Và các bạn cập nhật mới thì nó có cập nhật thêm một số cái. Như các bạn nhìn lớp xe của các bạn link kế bên này mình, thì cái lớp xe nó có giống như là một cái lớp phát sáng vậy đó. Nhìn rất là đẹp luôn. Và cái này để từ mình sẽ nghiên cứu, mình sẽ làm video để cho các bạn xem sau ha. Bây giờ mình sẽ test cái đoạn này và hiện tại trời đang mưa. Kệ đi, bấm 3 tiếng kèn là chạy thôi. Ủa? Sao không ai chạy chứ vậy? Cái này phải có Chiron test mới vui các bạn. Chiron với Divo test á. Đây là đoạn... Uầy! Uầy! Khá nhanh! Con kia là con... Ây rồi! Con kia là con Regera thì phải. Khá nhanh! Regera với lại con Arega R đúng không ta? Mình quên để ý xe rồi. Mà mình thấy con kia nó đâm hậu ghê quá à. Quên dặn mọi người thì một lane thôi. Tại vì nếu mà các bạn chạy cùng với nhau nó sẽ núp gió ghê lắm. Núp gió thì mình vẫn... Cái gì vậy? Cái gì vậy? Núp gió thì mình vẫn chưa có test được cái vụ này. Ra đây đi. Đúng rồi, Regera các bạn. Regera đâm hậu ghê vậy ta. Sợ đó, sợ đó. Ok đây nè, để mình đợi mình nhắn vào nó cái. Ê, ôi bánh xe điện luôn cơ. Ôi, đẹp vãi. Ôi, thầy với các bạn mấy con này nó ngầu vãi chữ luôn. Cái bánh xe các bạn nhìn nó có cái một cái đường dạ như là dạ neon vậy đó, đẹp lắm. Ở đây có con Regera, có con Arega R đúng không ta? Như Arega R hoặc là Koenigsegg One gì đó, tại vì trong này mình không có để ý xe nhiều lắm. Chiron, Divo và một con Ferrari 458 hay là 488 gì đó. Ok, kệ đi, bây giờ mình sẽ bấm còi lại nha. Hình như mọi người không nghe tiếng kèn hay sao á. Ơi, hình như mình đang núp gió. Đang núp gió các bạn ơi. Con này lên kinh vãi.
464 là hết tour luôn nha các bạn. Số 7 do anh kia anh chạy trước mình, anh núp anh che gió á, các bạn chạy mát tour luôn. Và chiếc đó gắn đồ rồi cho nên là các bạn thấy chạy cách xa quá trời luôn. 464 km trên giờ, không có đồ, núp gió, mát tour, khá khủng. Nhưng mà vấn đề bình thường thì các bạn đua thì bị cản gió nhiều lắm, cho nên là khó cái vụ mà mát gió lắm. Do là lý do những cái bạn kia, các bạn tự nhiên mình đang chơi định thêm ván cuối nữa nhưng mà bị out hết trơn rồi, do cái server của The Crew nó bị lỗi á, cho nên bây giờ mình sẽ test một lần cuối cùng trên cái bãi muối này và mình sẽ video luôn nha các bạn. Và hẹn các bạn vào tập sau, hoặc tập sau nữa mình sẽ lấy con này, mình sẽ đi dạo một vòng chạy tốc độ vừa vừa và mong các bạn ủng hộ nha. Rồi ok, chạy nào, để đem nước cho nó dễ. Không đủ vô lăng luôn nha các bạn ơi. Sorry là hôm nay mình nói chung là cũng hơi mệt, cho nên mình nói nó bị dính lưỡi hoài, mình nói bị dính chữ hoài luôn. Nay mình mới ở dưới quê mình lên, xong rồi mình làm liền cho các bạn để kịp ngày mai cho các bạn xem, cho nên là nay hơi khá là mệt rồi, làm xong mình đi ngủ luôn á. Giờ này 10 giờ rồi. 396, 397, 398. Cái đường trên muối này thì thực sự là nó không có nhanh, nhưng mà các bạn dùng để so sánh xe với nhau thì rất là ổn luôn. Đường như này thì nó chỉ có ấy, cũng được nè, ngâm ga cũng được nè. 407, 408 rồi, 409, 410 đúng, 410 ôi xin vãi, 410 là đường đó không, 407, 408, 409 rồi, xong rồi bay, khúc này bay xe rồi. Uầy, 410 đó các bạn à, 410 km trên giờ khi mà mình chạy trên cái cánh đồng ngâm ga dữ lắm luôn mới lên được đây nè các bạn. Nhìn nó bị lỗi đó, làm vé ít không vô được, từ trên đất nó bị trơn xe lắm. Lại nha, lại một lần cuối đảo á, 410 không tin được. Ok, ngâm từ đây tới kia, không đụng vô lăng nha các bạn, cho nó công bằng. Tại vì thì nói chung là đường này thẳng, mình cũng đâu có cần đụng vô lăng chi đâu. Và thêm cái nữa là cái trên vô lăng mình có cái vòng sáng ở đây là tua máy nha, tua máy nó cao thì nó sẽ chớp lên. Rồi này, kể đây này, chủ yếu là mình để lấy ga thôi, mình lấy cái tốc độ có sẵn mình ngâm lên từ từ thôi. 410 km trên giờ có gió, còn cái đoạn lúc nãy là 464 là xe anh kia cản gió hết trơn rồi, mình chỉ việc chạy theo thôi là nó mát tu luôn rồi. 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, trời ơi xịn, 403. Ở khúc này bắt đầu có dấu hiệu là bị đẩy lên đẩy xuống rồi, 403. À, thật sự luôn muốn ra đây test nó ổn hơn các bạn. Rồi ok, vậy thôi video này mình sẽ tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn các bạn theo dõi cái video này và hẹn gặp lại các bạn ở video sau trong cái tựa game The Crew 2 này. Và nếu các bạn thích cái tựa game này đừng quên like cũng như để cái comment và comment phía dưới nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và bye bye.